Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 25 tháng 8 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 35 vụ, làm chết 16 người, bị thương 26 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông của Cục và Cảnh sát Giao thông Đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 6.906 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chiếm khoảng 70%, trong đó có 30% chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Đa phần nạn nhân thuộc độ tuổi lao động và không ít là trụ cột kinh tế của gia đình, do đó gây thiệt hại không nhỏ về người và tiền bạc cho xã hội. Nhằm đẩy lùi các con số thương vong, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tầm quan trọng của mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Theo WHO, mũ bảo hiểm giúp giảm chấn thương nặng do tai nạn giao thông đến 69% và giảm khả năng tử vong do chấn thương sọ não tới 40%. Tại Việt Nam, chính phủ cũng đưa ra quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy từ năm 2007 và được đánh giá có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có người trẻ không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ kém chất lượng không có khả năng bảo vệ khi tham gia giao thông. Từ thực tế, kết quả thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy rất thấp, Liên ngành Giao thông Tài chính Hà Nội thống nhất với chủ trương dừng thu loại phí này từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Lý do được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra là bắt đầu triển khai thu phí từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 và thu về cho Quỹ Bảo trì Đường bộ của thành phố 55 tỷ đồng năm 2013, 36 tỷ đồng năm 2014, đạt 13,28% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2015 đạt 3,6 tỷ đồng, 3% kế hoạch. Việc thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô đạt thấp do một số nguyên nhân, công tác liệt kê số lượng mô tô thực hoạt động trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, biến động so với đăng ký. Việc triển khai công tác thu của một số quận, huyện, thị xã chưa thực sự tích cực, chưa có giải pháp triệt để khắc phục tình trạng thu đạt tỷ lệ thấp, chưa có chế tài cụ thể đối với các trường hợp cố tình chây ỉ không đóng phí. Bên cạnh đó, hành vi không nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1 đến 3 lần số phí phải nộp. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về lực lượng kiểm tra, xử phạt, quản lý sử dụng tiền phạt và các vấn đề liên quan. Gần đây ở Việt Nam xuất hiện nhiều ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc kết nối giữa hành khách và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải giống kiểu Uber. Điều này phản ánh xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải của quốc tế và Việt Nam. Tuy nhiên, những dịch vụ này cũng bộc lộ một số bất cập, trong đó nhiều trường hợp sử dụng phần mềm của tổ chức nước ngoài không đăng ký hoạt động ở Việt Nam. Một số khác chưa được cấp phù hiệu xe hợp đồng cũng sử dụng phần mềm kết nối để chở khách. Điều này là không phù hợp với quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Từ thực tế trên, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép thí điểm đề án ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng. Mục tiêu của đề án nhằm kết nối dịch vụ vận tải dựa trên công nghệ thông tin và phù hợp với pháp luật, tạo tiền đề cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ cho ngành vận tải, đặc biệt là sàn giao dịch vận tải, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như xu hướng sử dụng thiết bị di động thông minh. Theo Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khoảng 2 tháng trở lại đây, tình trạng xe quá tải tăng đột biến trở lại và tập trung chủ yếu tại trạm thu phí IC12, đoạn qua huyện Trấn Yên, Yên Bái. Để ngăn chặn hạn chế đến mức tối đa tình trạng này, Công ty Vận hành và Bảo trì Đường cao tốc Việt Nam đã siết chặt công tác kiểm soát bằng cách phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra tải trọng xe ở đầu ra tại trạm thu phí km 237 000 nhằm chủ yếu cân các xe tải đi lên từ trạm IC12. Theo số liệu báo cáo ngày 21 tháng 8, riêng trạm cân tại IC12 đã có 178 xe được kiểm tra tải trọng, phát hiện 24 trường hợp xe quá tải, trong đó vi phạm từ 10 đến 20% là 22 trường hợp và 2 trường hợp vi phạm từ 20 đến 40%. Trước sự quyết liệt của các lực lượng kiểm soát tải trọng, các đối tượng cố tình dùng mọi thủ đoạn chiêu trò để luồn lách đi vào đường cao tốc, tập hợp thành đoàn lớn gây áp lực tại trạm thu phí, cố tình vượt trạm khi được thông báo xe quá tải, thậm chí còn thuê bảo kê, xã hội đen gây sức ép đối với lực lượng kiểm soát tải trọng và lực lượng bảo vệ phân làn tại trạm thu phí. We'll be right back.
trưa nay, một chiếc taxi của hãng Mai Linh bị cảnh sát giao thông tạm giữ ở ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo - Hà Nội do vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, lái xe đã không chịu xuống xe mà bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường phố đông đúc. Cảnh sát giao thông cùng hàng chục người dân đã tham gia đuổi bắt chiếc taxi này. Theo những người chứng kiến, chiếc taxi chạy rất liều lĩnh và nguy hiểm, bất chấp sự an toàn của những người đi đường. Xe lao qua hàng loạt phố như Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ. Một số đoạn đường bị tắc, cảnh sát phải xuống chặn đầu thì tài xế cho lùi để tiếp tục chạy trốn. Đến phố Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, đường vắng nên taxi chạy với tốc độ cao, nhiều lần ép xe cảnh sát suýt ngã. Cuối cùng tài xế chỉ chịu dừng lại khi bị chặn đầu và xe bị hư hỏng trên đường Nguyễn Khoái, Lãng Yên, cách vị trí ban đầu khoảng 10 km. Trong quá trình bỏ trốn, chiếc xe taxi đã va chạm làm đổ nhiều xe máy và khiến một số người bị thương. Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 20 phút trưa ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8, trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua hạng mục thi công ga Hà Đông, lại xảy ra sự cố thanh sắt rơi xuống đường khiến cho người đi đường thêm một phen hoảng hồn. Tài xế ô tô gặp nạn, anh Nguyễn Văn Thức cho biết, anh đang điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 29A68910 lưu thông theo hướng từ Quang Trung đi cầu Trắng Hà Đông. Khi đi đến đoạn đường đang thi công hạng mục nhà ga Hà Đông nằm trong dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh Hà Đông thì bị một thanh sắt hình chữ U có chiều dài khoảng 3m lao từ trên cao xuống trúng đầu xe anh. Thanh sắt rơi từ trên cao cắm thẳng vào bên cạnh đèn pha phía tay lái và bật xuống đường. Anh Thức cho biết thêm, chỉ cần đi chậm thêm vài giây nữa thì rất có thể thanh sắt sẽ rơi trúng vào chỗ anh đang ngồi. Sau rất nhiều những cuộc kiểm tra rút kinh nghiệm, dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông vẫn tiếp tục xảy ra sự cố mất an toàn khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân tai nạn giao thông, sáng nay ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo chuyên đề ứng phó cấp cứu sau tai nạn giao thông, vai trò cấp cứu ban đầu. Nếu làm tốt công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, có thể sẽ giảm thiểu 20% số người chết vì tai nạn giao thông. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, yếu tố quan trọng nhất là cấp cứu cho người bị thương càng sớm càng tốt. Trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi bị tai nạn, được coi là giờ vàng để cấp cứu nạn nhân. Hầu hết tử vong xảy ra trong những giờ đầu tiên sau tai nạn là do hệ thống hô hấp bị ảnh hưởng, hoặc đường thở bị tắc, hoặc do mất nhiều máu. Tất cả những vấn đề này đều có thể xử trí được nhờ sơ cấp cứu. Tuy nhiên hiện nay, việc cấp cứu xuất viện tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Nhiều trường hợp tử vong do không được sơ cấp cứu kịp thời, hoặc có sơ cấp cứu nhưng lại không đúng cách. Theo nghiên cứu của Viện Quân y 103, chỉ có 63,8% nạn nhân tai nạn giao thông được chuyển đến bệnh viện trong vòng 6 giờ đầu, số còn lại đến sau 6 giờ, trong đó có 8,2% đến sau 72 giờ đồng hồ. Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Y tế xây dựng hệ thống cấp cứu tai nạn giao thông trên đường cao tốc và trên toàn hệ thống đường bộ nói chung. Trong 7 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt tăng vọt cả về số vụ và số người chết so với năm 2014. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường sắt Sài Gòn, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 6 vụ tai nạn đường sắt, tăng 3 vụ làm 4 người chết và tăng 3 người. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người dân chưa cao, nhiều trường hợp tự ý leo qua rào chắn bảo vệ để vào đường sắt gây nên tai nạn. Một số khu vực còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt như trồng cây, đổ xà bần. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 26 vị trí giao cắt giữa đường ngang và đường sắt, trong đó có 6 vị trí điểm giao cắt không có người gác, đường ngang được cảnh báo và có cần chắn tự động. Nhiều vị trí là điểm giao cắt đồng mức, thu hẹp nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị ngành đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ kinh phí nhằm xây dựng các điểm giao cắt cấp bách, hệ thống hàng rào đường sắt, các biển báo và đèn tín hiệu nhằm đồng bộ cơ sở hạ tầng, các điểm giao cắt đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng dự án kè chống ngập bờ tả sông Sài Gòn với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đề xuất này, đoạn bờ kè mới sẽ được xây dựng ở phía bờ tả sông Sài Gòn nhằm giải quyết tình trạng ngập nước cho hơn 25.000 hộ dân ở quận 2 và quận Thủ Đức. Chiều dài của đoạn kè mới là 1,1 km từ cầu Rạch Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời sửa chữa nâng cấp những đoạn bờ kè cũ. Tổng chiều dài toàn tuyến sau 4 năm thi công là hơn 8 km, kinh phí xây dựng là hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Khi dự án hoàn thành, sẽ kết nối với hệ thống kè dọc sông Sài Gòn được xây dựng theo dự án 1547
tạo hành lang an toàn cho cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung giải quyết tình trạng ngập nước trong 5 năm tới, bắt đầu giảm ngập từ khu vực trung tâm, đồng thời xây dựng các hồ điều hòa, điều tiết tự nhiên nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh rạch. Những chiếc xe Honda Civic và CR-V có giá trị trên dưới 1 tỷ đồng vừa mới được Honda Việt Nam chính thức thông báo bắt buộc phải triệu hồi do gặp lỗi túi khí. Điều đáng nói là những chiếc xe bị thông báo gặp lỗi túi khí được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam và nhập khẩu lên tới hàng chục nghìn chiếc. Câu hỏi lớn nhất hiện nay đó là tại sao những chiếc xe này được bán cho hành khách và lưu thông trên những con đường từ nhiều năm qua, nhưng tới thời điểm hiện tại lại mới được công bố gặp lỗi túi khí, bắt buộc phải triệu hồi. Mua chiếc xe Honda Civic này từ năm 2007 với giá gần 900 triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Thiện, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội khá bất ngờ khi dòng xe đang sử dụng bắt buộc phải triệu hồi, thay thế túi khí do gặp lỗi. Về cơ bản nếu mà nói chung là xe an toàn xe nhập thì mình thấy cũng được. So với cả xe lắp ráp trong nước là cũng khá hơn rất là nhiều. Thì thực tế mình không phải là chuyên sâu, mình chỉ mua để sử dụng xe gia đình nhưng mà đâm ra mình không nắm rõ được nhiều về kỹ thuật sâu. Nên chỉ biết là như thế thôi. Cơ bản là như vậy. Trong thông báo của Honda Việt Nam phát đi mới đây, nguyên nhân bắt buộc phải triệu hồi hai dòng xe Honda Civic và CR-V là do hiện tượng quá áp bộ thổi khí của túi khí vành lái và ghế phụ xe. Việc này có thể dẫn đến túi khí hoạt động không đúng chức năng khi va chạm. Nhưng Honda Việt Nam lại không nói rõ loại túi khí gặp lỗi thuộc nhà sản xuất nào, khiến nhiều người sử dụng hai dòng xe này khá là lo lắng. Chưa hãng nào ở Việt Nam nói rằng chúng tôi lắp túi khí nào cho các xe vẫn đang được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, cho nên bản thân chúng tôi là người sử dụng xe thì cũng rất nghi ngại về điều này, bởi vì nếu trong trường hợp mà xe va chạm tai nạn mà túi khí không nổ, rất có thể tính mạng của chúng tôi đang được không đảm bảo. Theo thông báo của Honda Việt Nam, có 21.171 chiếc Civic và CR-V lắp ráp trong nước và nhập khẩu thuộc diện phải triệu hồi để khắc phục lỗi ở bộ phận túi khí. Theo đó, Civic sản xuất từ năm 2006 đến 2011 và CR-V sản xuất từ 2008 đến 2011. Cùng với 10 chiếc nhập khẩu gặp hiện tượng quá áp bộ thổi khí của túi khí ở hàng ghế phía trước, khiến các linh kiện nhỏ trong túi khí có thể bắn ra, gây thương vong cho người được bảo vệ khi xảy ra va chạm. Mặc dù đã công bố chương trình triệu hồi, nhưng phải đến ngày 20 tháng 11 tới, hãng này mới tiến hành khắc phục lỗi cho những chiếc xe bị ảnh hưởng. Liên quan tới câu chuyện này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng việc triệu hồi là bắt buộc và thuộc về trách nhiệm nhà sản xuất. Ở đây cái người chịu trách nhiệm cao nhất thực thi cái vấn đề này là chính là nhà sản xuất. Và hơn ai hết nhà sản xuất là người ta biết rằng là người ta phải làm sao cho nó phù hợp nhất, đáp ứng cái điều kiện tốt nhất cho cái việc thực hiện cái triệu hồi này, để mà giảm thiểu những cái rủi ro thấp nhất cho người sử dụng cũng như cho nhà sản xuất. Đến thời điểm này, Honda Việt Nam khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn nào xảy ra liên quan đến vấn đề túi khí. Tuy nhiên, với những nguy cơ về mất an toàn túi khí có thể gây ra, hàng chục ngàn người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hai dòng xe Honda Civic và CR-V rõ ràng đang đối mặt gặp nguy hiểm. Bản tin giao thông an toàn ngày 25 tháng 8 của VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.